Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Chồng đòi ly hôn vì tôi gửi cho em trai 100 triệu. Mẹ chồng nói một câu, anh cúi mặt xin lỗi tôi. Hai vợ chồng tôi cứ thế cãi qua cãi lại. Anh trách tôi là coi thường anh, thậm chí còn dọa ly hôn. Mẹ chồng thấy hai vợ chồng tôi to tiếng giữa đêm, liền vội chạy sang. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây ta xa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Hơn 12 giờ đêm, tôi đang ngủ ngon thì bất ngờ bị chồng kéo dậy. Anh giận dữ gằn lên từng chữ. Cô còn ngủ được à? Cô là thứ ăn cây táo rào cây sung, hai tay lúc nào cũng dâng tiền cho người. Cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi, có nghĩ đến cả nhà này hay không? Tôi giật mình tỉnh giấc, trong đầu hoang mang, không biết mình đã làm sai chuyện gì mà chồng lại quở trách nặng lời như vậy. Khi tôi còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, thì chồng liền bật điện thoại của tôi lên rồi dí sát vào mặt tôi hỏi, chuyện này là như thế nào? Tại sao cô lại gửi 100 triệu về cho em trai cô mà cô không nói với tôi một tiếng nào? Tôi vất vả đi làm kiếm tiền, còn cô thì cứ giảm dũi mang tiền về nhà ngoại. Anh có cần phải nặng lời như thế hay không? Anh cứ nói như cái nhà này một mình anh đi làm ấy. Em cũng đi làm, cũng kiếm ra tiền, chứ không phải là ăn bám anh. Tiền em gửi về cho em trai là tiền của em. Em nó có việc gấp cần đến tiền nên em mới làm như vậy, sau này nó sẽ trả lại. Còn nào là tiền của chồng, tiền của vợ nữa cơ đấy, đã lấy nhau rồi thì là tiền của chung. Với lại mỗi tháng cô làm được mấy đồng mà lại lên mặt, chẳng phải phần lớn là tiền của tôi bỏ ra hay sao, vậy mà cô còn hống hách cãi lại. Trước đây vì sợ anh tự ti muốn giữ mặt mũi cho anh nên em không dám nói. Nhưng giờ em cũng nói thẳng với anh luôn nhé. Lương của em gấp 3 của anh đấy. Anh nghĩ mỗi tháng anh đưa cho em 10 triệu mà đủ để lo chi phí cho con ăn học, tiền thuốc men của mẹ và chi tiêu ăn uống trong cái nhà này à. Em chu đáo chăm sóc mẹ chồng, không tiếc với bà thứ gì. Nhưng anh thử ngẫm lại bản thân xem, từ khi hai đứa cưới nhau đến giờ, anh đã biếu bố mẹ em được thứ gì chưa? Hai vợ chồng cứ thế cãi qua cãi lại. Anh trách tôi là coi thường anh, thậm chí anh còn dọa ly hôn. Mẹ chồng thấy hai vợ chồng tôi to tiếng giữa đêm khuya, liền vội vàng chạy sang can ngăn. Mẹ chồng tôi nói, hai đứa làm cái gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm không muốn cho ai ngủ nữa à? Đến lúc này, hai vợ chồng mới ngừng cãi nhau. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi bất lực ngồi khóc nức nở. Mẹ chồng liền an ủi và dịu giọng hỏi, con nín đi, nói cho mẹ xem, rốt cuộc thì hai vợ chồng đã cãi nhau vì chuyện gì? Nếu thật sự là lỗi của con trai mẹ, mẹ nhất định sẽ dạy cho nó một bài học. Nghe mẹ chồng nói như vậy, lòng tôi chợt thấy ấm áp. Mỗi lần hai vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng đều là người đứng ra hòa giải. Ai sai thì bà mắng thẳng, không phân biệt con trai hay con dâu. Nếu không thì chắc hai đứa đã ly hôn từ lâu rồi cũng nên. Thế là tôi vừa khóc vừa nói với mẹ chồng về việc gửi tiền cho em trai. Em dâu tôi mới sinh con, không ngờ em bé khi chào đời lại gặp nhiều biến chứng, cần gấp 150 triệu để điều trị. Vì không đủ tiền, em trai đành gọi cho tôi hỏi vay 100 triệu. Do tình hình cấp bách, tôi không kịp bàn bạc với chồng mà chuyển tiền luôn cho em trai. Tôi định tối về sẽ nói với chồng, nhưng bận bịu công việc nên tôi cũng quên mất. Tưởng mẹ chồng nghe xong sẽ trách tôi như chồng, lý do của tôi là chính đáng. Nhưng dù sao tôi cũng đã mang tiền trong nhà đi mà không nói với anh. Không ngờ câu nói tiếp theo của mẹ chồng đã khiến chồng tôi phải cúi mặt xin lỗi và không dám nhắc đến hai chữ ly hôn nữa. Mẹ chồng tôi nói, Khánh à, con làm chồng, con hãy đặt mình vào vị trí của vợ con mà nghĩ thử xem. Bố mẹ vợ con mất sớm, hai chị em nó nương tựa vào nhau mà sống. Nó tuy là chị, nhưng phải đảm đương vai trò của một người mẹ, người bố.
Khi em trai con bé gặp khó khăn, không nhờ vả chị nó thì có thể nhờ vào ai đây? Và hơn nữa, đứa trẻ còn nằm trong bệnh viện, tính mạng rất nguy hiểm, con không những không giúp đỡ mà còn ở nhà mắng vợ, đòi ly hôn vì xót tiền, con có đáng mặt là đàn ông hay không? Mà vợ chồng có chuyện gì cũng nên ngồi lại bàn bạc, đừng nóng giận nhất thời rồi hợi tí là đòi ly hôn. Hai đứa đã có con rồi, làm bố làm mẹ rồi thì càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nói gì và làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ đến con cái của mình nữa chứ. Chồng tôi im bặt một lúc rồi nghiêm túc nói với mẹ: con thật sự sai rồi, con suy nghĩ càng quá. Lúc đó con chỉ cảm thấy bị vợ coi thường, không được tôn trọng vì vợ giấu con gửi tiền cho em trai, con cả giận mất khôn. Nói xong, anh quay sang nắm tay tôi xin lỗi vì đã quá nóng nảy. Tôi cũng biết lỗi sai của mình nên nói lời xin lỗi với anh. Hai vợ chồng làm hòa rồi cùng nhau xin lỗi mẹ chồng vì đã khiến bà phải nhọc lòng. Nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có được một người mẹ chồng thấu tình đạt lý, cho vợ chồng tôi những lời khuyên quý báu. Nếu không, vợ chồng tôi thật sự đã ly hôn mất rồi. Dòng tâm sự thứ hai, 2 tháng nay chồng đòi ngủ riêng và lao vào làm việc điên cuồng. Khi nghe chồng nói, tôi giật mình nhớ lại dáng vẻ làm việc thâu đêm của chồng, tự dưng nước mắt tôi rơi ra. Vợ chồng tôi đang hòa thuận ấm êm thì chồng tôi đòi ngủ riêng. Anh nói cần không gian riêng tư và sự yên lặng để làm việc. Ngủ chung phòng, cứ chốc lát là con khóc, tôi phải hút sữa, máy hút sữa cứ rè rè, anh không ngủ ngon giấc được. Chồng tôi nói như thế, tôi dù không hài lòng nhưng cũng không thể phản bác hay từ chối được. Thế là cả 2 tháng nay, vợ chồng tôi ngủ riêng trong sự ấm ức khó tả của tôi. Vì ngủ riêng nên tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng cũng nhạt nhẽo hẳn. Trong bữa cơm, vợ chồng cũng chỉ nói chuyện với nhau vài câu rồi thôi. Có những đêm, tôi lén lút đứng trước cửa phòng của chồng. Khi tôi nhìn vào thì anh vẫn đang cặm cụi làm việc bên máy tính. Nhưng có làm việc thật hay không thì tôi cũng không biết. Tự dưng tôi nảy sinh nghi ngờ đối với chồng. Tôi hay tra vặn về lịch trình làm việc của anh. Rồi tôi kiểm tra điện thoại, kiểm tra mail nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Chồng một mực khẳng định mình chung thủy với vợ. Anh chỉ đang hoàn tất cho xong những dự án mà anh nhận thêm mà thôi. Lại nói về chuyện tiền nong, mỗi tháng chồng đưa cho tôi 13 triệu, lương của anh là 15 triệu. Phần còn lại, anh giữ để chi tiêu các khoản cá nhân như tiền xăng xe, tiền điện thoại, ăn sáng rồi cà phê. Anh không nhậu nhẹt nên cũng không dùng nhiều đến tiền. Ngày hôm qua, tôi than vãn với chị chồng về chuyện chồng đòi ngủ riêng suốt 2 tháng nay. Và chuyện vợ chồng cũng ít diễn ra, tình cảm thì nhạt nhẽo dần. Chị chồng bật cười, bảo chồng tôi đang lên kế hoạch để làm lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nên mới tỏ vẻ bí hiểm như thế mà thôi. Chị chồng nói rằng chồng tôi nhận thêm nhiều dự án về làm là để kiếm tiền đưa cả nhà đi du lịch châu Âu, hoàn thành mơ ước bao lâu nay của vợ. Nhưng để 3 người trong nhà cùng đi du lịch thì phải tốn kém một khoản không hề nhỏ. Mà tiền lương của vợ chồng tôi cũng chỉ đủ để chi tiêu và phải thật sự tiết kiệm, chứ làm sao có đủ tiền để đi du lịch nước ngoài. Nhớ đến dáng vẻ cặm cụi làm việc thâu đêm của chồng, hai mắt thâm quầng của anh, nước mắt tôi bỗng dưng trào ra. Đúng là tôi hay bảo với chồng là mơ ước được đến châu Âu một lần trong đời. Nhưng tôi không ngờ anh lại khắc ghi điều đó, rồi giấu giếm tôi nhận thêm việc về làm để kiếm tiền. Tôi có nên khuyên chồng dừng việc làm thêm lại hay không? Và tôi cũng sẽ không đòi hỏi đi du lịch nữa, hay cứ để anh thực hiện điều đó. Biết đâu, đó cũng là niềm hạnh phúc của anh. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn 2 dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua 2 dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!